Paris, Pháp. Au revoir. Trụ sở cảnh sát quốc tế ở Hồng Kông. Lãnh đạo. Thưa lãnh đạo, nhà của tôi ở trong cái thôn này. Tôi là người sinh trưởng tại đây. Đề nghị thôn này không lớn. Ở đây có núi, có nước, có rừng rậm. Những người hàng xóm láng giềng vô cùng thân thiện. Ông bà cha và những thành viên rất hòa hợp. Đây là bài hát anh viết cho tôi. Tôi luôn ghi nhớ trong tim mình. Tại sao anh... Anh còn có bài hát mới viết tặng cho tôi, đúng không? Tìm một nơi kín đáo rồi mới mở xem. Không chính. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Nếu thành công, anh có thể cứu cả thế giới đi. Rõ. Giáo sư Peterson ở một trường đại học ở Thụy Sĩ đã phát minh ra một loại hạt giống kinh thiên động địa, tên là hạt giống của Thượng Đế. Chỉ cần để nó xuống cát, tới chút nước, chỉ trong một phút hạt giống sẽ đâm chồi nảy mầm. Thật không? Bây giờ bọn họ đem hạt giống Thượng Đế đến cho Đổng sự trưởng Lạc Gia Hạo của công ty Mạng Hạo Thiên khi đầu tư cho các dự án nghiên cứu. Chính là gia tộc họ Lạc nhiều đời làm vua Trọng. Bố của Lạc Gia Hạo đã rửa tay cắt kiếm. Nghe nói trong di huấn gửi cho năm đứa con là không được làm hiệp đạo nữa. Cho nên đứa con thứ hai Lạc Gia Hạo mới thành lập công ty nghiên cứu Mạng Hạo Thiên này. Bây giờ anh ta là đại gia. Tôi muốn anh trà trộn vào Hạo Thiên. Máy tính này sẽ phát nổ trong 10 giây nữa. Còn 5 giây nữa. 4 3 2
Mẹ ơi, con về rồi. Raymond, tôi đi dọc con cậu sao càng ngày càng tệ vậy? Uổng công tôi 3 năm nay cho cậu đi học. Chính cậu muốn tôi tập kích cậu mọi lúc mọi nơi, để cho cậu có cơ hội rèn luyện thân thủ. Phải, nhưng mà cậu chẳng có tiến bộ gì cả. Chờ sao tôi tiến bộ được? Cậu không thấy lạnh hả? À phải, cậu không nói là tôi cũng không để ý nữa. Tại sao chứ? Người anh em, cậu mặc quần nót giống như hệt tôi. Sao có thể chứ? Kích thước của tôi lớn hơn của cậu mà. Anh ba, em cô sao chứ? Đau quá. Vậy đi anh xoa cho. Anh ba à, em lớn rồi, anh không thể nào xoa bóp cho em được. Cũng đúng, tôi cũng lớn rồi, cậu không thể nào xoa bóp cho tôi được. Cậu nằm mơ đi nhé. Nếu tôi làm cho Hân bị thương thì sao hả? Anh ba à, em là hậu nhân của gia tộc Hiệp Đạo Lạc Gia, cũng phải có thân thủ cao. Để ra ngoài xông pha giang hồ không làm mất mặt gia tộc, chỉ mới với chiêu trò dễ dẫn của em mà muốn xông pha giang hồ sao? Là sẽ ra chuyện gì sao hả? Có chuyện gì phải ăn nói với mẹ sao hả? Mẹ, qua đây, nè cô cưng. Sao mẹ ngủ trễ vậy? Để con về uống canh, nếu không con sẽ không uống đâu. Món canh này thật là bổ dưỡng. Phải, bổ khí đó. Mà uống đi, kẻo nguội. Chứ mình thấy quá não của mẹ, cậu càng lúc càng nặng. Hôm qua bảy còn tưởng tôi là con chó của mình nữa. Thịt nhão, con mà uống đi, kẻo nguội đó. Không nóng lắm đâu. Con có thể uống thế này nha. Mẹ có gì muốn tốt cho con thôi. Con trai à, canh ngon không? Con chưa từng uống qua món canh nào bổ dưỡng như vậy. Các con cứ nói chuyện đi, mẹ đi ngủ trước nha. Dạ, mẹ mau nghỉ ngơi đi. Mẹ, để con đỡ mẹ cho. Thịt nhão à, nó ngoan lắm. Cả ngày, chưa nghe nó sủa. Nó rất là ngoan mà. Lúc nãy mẹ tìm đồ thì thấy cuốn bí kíp do chính tay bố con viết. Thoát thân đại pháp mẹ cũng từng học qua. Vậy mẹ dạy cho con nhé. Được ạ. Cổ hoạt tử. Mẹ à, con thấy con tự học vẫn tốt hơn. Con trai à, con không thể nào tự học được. Mẹ sẽ giúp con mà. Giúp thế nào? Thế này nè, con hãy nghiên cứu đi nha. Chưa đầy 6 tiếng con sẽ học được thôi. Đến lúc đó thì con sẽ thoát thân được. Con biết không con trai? Con biết rồi mẹ à. Ngoan lắm. Dạ Hân, gọi nó giúp anh đi. Mẹ bảo anh luyện công thì anh cứ luyện đi. Em không dám làm trái lời mẹ đâu. Raymond, Raymond cứu tôi với. Cứu tôi đi Raymond. Tôi còn tưởng là cậu thích chơi cái này chứ. Tôi sẽ từ tiền lương của cậu. Cậu bán rẻ anh em. Tôi sẽ từ tiền lương của cậu đó. Đừng tắt tiền. Cậu biết tôi sợ bóng tối mà. Cứu tôi với. Trung tâm nghiên cứu mạng Hạo Thiên. Chào anh Lạc.
Chị giám đốc Lạc. Cô xin chào. Anh là công ty anh nhiều trai xinh gái đẹp quá gì. Ngay cả người dọn dẹp phòng vệ sinh cũng đẹp trai thế này. Hôm nay có một giáo sư thụy sĩ đến giới thiệu về một loại hạt giống thần kỳ, giá trị rất đáng kinh ngạc. Cho nên anh giám đốc Lạc, ông Sử Đông và Peterson đã đến. Giám đốc Lạc, đã đâu không gặp. Lâu rồi không gặp. Lần này vất vả mọi người rồi, giáo sư Peterson. Cuối cùng ta cũng gặp nhau. Hạt giống thượng đế chỉ cần có nước thì có thể đâm chồi nảy mầm ra bất cứ loại giống cây nào. Nếu thật sự làm được vậy thì vấn đề hạn hán ở nhiều khu sẽ được giải quyết, bởi vì hiệu quả của hạt giống quá thần kỳ. Cho nên hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho các vị xem. Đây chỉ là cát thôi, có thể trồng được sao? Đây chính là điểm thần kỳ nhất. Hay quá, đúng là một kỳ tích. Ăn được không? Tất nhiên là được. Anh cứ thử đi. Có phải vừa thơm vừa ngọt không? Vậy tức là sau này sa mạc cũng có thể trồng loại táo này hả? Chỉ cần có nước thì trồng gì cũng được. Nhưng loại giống thượng đế này tuy có thể giải quyết hạn hán, nhưng sẽ khiến nhiều quốc gia nông nghiệp phá sản. Đứng lại. Bên trong mọi người đang họp. Các người không thể vào được. Ra tay đi. Đứng yên. Đây là súng siêu âm tiên tiến nhất. Chúng ta không thắng nổi cô ta đâu. Đưa ông ta đi. Xong rồi, mở đến đi.
Bà là bác làm công đẹp trai dọn dẹp vệ sinh đúng không nào? Thật vô lý. Là cái hào. Tôi biết anh là ai. Bảo gia, số hiệu 009, là mật thám làm hỏng chuyện nhiều nhất của cảnh sát quốc tế. Đồng gái để đuổi theo một tên cướp túi sách, đã tổng nát 103 chiếc xe, thêm chiếc du thuyền và máy bay nữa. Thì ra cảnh sát quốc tế có chúng ta vào chuyện này. Chả trách báo không đăng tin. Phải, bởi vì chúng tôi không muốn xảy ra hoảng loạn, nên hy vọng sẽ tìm lại được hạt giống thượng đế trong thời gian ngắn nhất. Vậy thì đi tìm đi. Bây giờ tôi làm gì? Tôi đến đây muốn hợp tác với anh. Tôi chỉ là một bách tính nhỏ nhỏ, làm sao có thể giúp được anh chứ? Không, không, không. Lạc Gia Hào, anh là loại người gì? Tôi hiểu rất rõ. Nhà của anh hơn 30 đời làm giặc, là hiệp đạo. Hơn nữa chúng tôi đã rửa tay các kiến rồi. Bố của Gia Hào, bà là ai vậy? Bà là ai? Anh đã về rồi mẹ à? Ngoan nào, để tôi xem nào. Đi anh, bà là ai? Ông có lương bài trò, là nói mình mất trí nhớ này đó, rồi nói là không còn nhớ tôi nữa. Nhớ mà. Không cần nói, anh vậy là tốt rồi. Tôi có nấu canh để đem ra cho mọi người uống. Mẹ à, nếu có canh ngon thì nhất định phải đem cho bố rồi. Phải rồi, con đợi mẹ nhé. Ai vậy? Mẹ tôi. Bà ấy có bệnh thoái quá não, cho nên thường nhầm lẫn nhiều thứ. Được, tôi chấp nhận. Vậy thì bố có vài chuyện muốn nói với con. Chúng ta không có gì phải nói cả. Cảnh sát quốc tế không thiếu người, tại sao lại cần chúng tôi giúp chứ? Là vậy, máy tính của chúng tôi bị hacker xâm nhập. Tất cả tài liệu và thân phận của cảnh sát quốc tế và đặc công đã bị lộ. Tôi cần anh giúp. Tôi rất tôn trọng ý tưởng của anh, nhưng tôi không giúp anh. Hạt giống thượng đế là dự án do các anh tài trợ, và hạt giống thượng đế bị lấy cắp ở chính công ty Canh. Anh không thể nào thoát khỏi trách nhiệm này đâu. Tôi biết ai đã lấy cắp hạt giống thượng đế. Tổ chức tội phạm Nhật Bản Tân Nguyệt Tổ, thủ lĩnh của họ là một phụ nữ tên là Suki. Nhưng có một việc mà anh không biết. Giáo sư không phải là béo cóc. Ông ta bắt tay với chúng, bảo chúng đến lấy hạt giống. Bọn họ sẽ bán hạt giống thượng đế cho tổ chức tội phạm lớn nhất. K-Max. Nếu hạt giống thượng đế lọt vào tay K-Max thì kết quả sẽ thế nào? Anh hãy nghĩ đi. Đừng giao dự nữa, chúng ta thi đấu đi. Anh thua thì hãy đi theo tôi. Đây là điện thoại của tôi. Tôi để nó vào trong túi đi. Nếu trong vòng một phút anh lấy được thì coi như là thua. Không. Tôi để điện thoại đi. Nếu trong vòng một phút anh lấy được thì coi như tôi thua. Nào. Đến đi. Thịt nhão, đến đi. Mày hương quá. Vậy là tôi thắng rồi. Không, không phải do anh làm mà do nó làm. Cho anh thêm một cơ hội nữa. Tôi muốn đánh anh từ lâu rồi. Được. Hôm nay nếu anh đánh trước mặt tôi thì coi như tôi thua. Nào. Việc đánh bố con thì cứ để mẹ. Ông ấy luôn thua mẹ. Không đánh trước mặt chưa thua. Tôi muốn đua xe nhanh. Phía trước mặt là dòng chữ S. Qua dòng S sẽ đến một khúc cua ngoặt. Qua khúc cua ngoặt khoảng 200m sẽ có bảng tên đường. Ai qua bảng tên đường trước thì người đó thắng. Anh đã thua hai lượt rồi. Hy vọng lượt này anh sẽ thắng. Tôi cần một hộp sự. Tới đây đi.
Nếu anh thắng được tiền thì tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó. Bác sĩ, tình hình của Hồng Tinh Bảo sao rồi? Không mấy lạc quan, từ người vừa thăm thôi. Hai người ở đây đợi đi. Anh là... Tôi là đồng nghiệp của Bảo Gia. Tên là Binh Binh, thuộc tổ vũ khí. Binh Binh à? Họ Lý hả? Tôi họ Phạm. Alo, tôi đang có việc quan trọng. Có gì lát nữa nói nhé. Cô Phạm Băng Băng. Bây giờ... À, không phải. Anh Phạm à, tình hình của anh ấy sao rồi? Bảo Gia đã... Xin lỗi, đã làm hư xe của anh. Chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ thôi, chỉ cần anh không sao là được rồi. Tôi là một đặc công không đủ chuẩn. Tôi không giỏi như anh. Tôi rất hối hận. Có chuyện gì tôi có thể làm giúp anh không? Tôi hy vọng anh có thể cứu thế giới này, lấy lại hạt giống thượng đế. Đây là ước nguyện cuối cùng của tôi. Bảo Gia, tôi sẽ suy nghĩ. Không cần suy nghĩ đâu. Nếu như anh không đồng ý thì tôi có chết cũng không nhắm mắt. Tôi đã nói tôi sẽ suy nghĩ mà. Bảo Gia, tôi sẽ cố hết sức. Bảo Gia, tôi sẽ làm như anh nói. Bảo Gia, đừng đau buồn quá. Má đẹp trai sao rồi? Đi rồi hả?
Tôi sẽ gọi điện thoại chuẩn bị tang lễ. Điện thoại của tôi ở trong đó. Lúc đại anh diễn quá hoa trương đó, anh biết không vậy? Giọng máy khó diễn lắm. Khó làm sao? Không sao. Tôi lấy điện thoại thôi. Các người tiếp tục đi nhé. Anh đừng qua đi. Anh qua đây tôi sẽ giết chết anh đó. Giết chết anh hả? Tôi giết chết anh có. Đây là trung tâm huấn luyện của đội đặc công chúng tôi. Công phu gì mà thần kỳ vậy? Bọn họ đùa thôi. Đây cũng là đùa sao? Không phải, thất bại rồi. Bình Bình Bảo gia, có thứ gì mới không? Có đi. Giờ phát minh ra một mẫu điện thoại mới. Nếu là điện thoại thì nên dùng điện thoại mẫu mới nhất của chúng tôi. iPhone 8S. Nếu tôi sẽ tặng mọi người một cái. Ai cần anh tặng chứ? Đội của Bình Bình đã mất 3 năm nghiên cứu ra một mẫu điện thoại có 207 chức năng đặc biệt. Phản công iPhone 8S Plus của chúng tôi có 707 chức năng đi. Mày là 7 chức năng đó có chức năng nào phun lửa không? Thành công rồi. Hay chưa nào? Dùng đồ sạc giỡn sẽ phát nổ đó. Đây là vũ khí rất nguy hiểm. Nếu gặp kẻ địch thì sẽ phóng ra kim điện. Là cái này sao? Bảo gia, anh làm gì vậy hả? Gọi điện. Tôi quên nói cho anh biết, bản thân của chúng tôi trong 207 chức năng đó, tôi quên cả chức năng gọi điện thoại. Thì ra là một cái điện thoại không thể gọi điện được sao? Bảo gia, bởi vì trong lúc nghiên cứu. Đúng là bánh thật. Sao lại quên được chứ? Bảo gia, đừng đánh tôi. Tại sao hả? Đơn ba. Bảo gia, chúng ta tìm được Tuyết Ưng rồi. Hải quan Ma Cao đã xác nhận Thiết Ưng đã đến. Thiết Ưng là tấm tay đắc lực của Điêu gia, thường hoạt động ở Campuchia và Thái Lan. Lần này hắn ta đến đây chắc chắn là bàn chuyện làm ăn với Tân Nguyên Tổ ở Ma Cao. Thông tin của các người sao lại chuẩn vậy? Chúng tôi có một gián điệp trong tổ chức của chúng, nhưng không biết người đó là ai. Vậy tôi đi Ma Cao thôi. Gọi chị Thiên Na tiếp ứng chúng ta. Một triệu tiền quyên, hai dáng liền làm cái. Để tôi liền một phen đã. Con nít không được chơi bài. Để anh chơi cho. Tiểu tử à, coi chừng thua trái túi đó. Hình đã 10 rồi. Anh chết chắc rồi. Lá 10.
Giờ tôi nhắm mắt là bài cũng thắng cảnh nữa. TV, đáng yêu không nè. Không thể. Thắng nè. Thắng. Nhà cái không điểm, nhà nhỏ một điểm. Nhà nhỏ ăn. Đừng đi chứ. Tôi cho anh mượn tiền chơi. Đừng nghịch nữa. Em mau đi đi. Anh sẽ giúp em quyên hết số tiền đó đi. Con bé cứng đầu thôi. Để tôi khuyên đó. Thay quần áo xong rồi ta đi ăn nhé. Được. Anh à, anh muốn làm gì? Chơi tôi hả? Các người sẽ đến mùi. Raymond, Gia Hào. Gia Hào có chuyện rồi. Mau đi xem đi. Được. Chờ đó. Ra tay vậy quá. Muốn thử tôi hả? Không thấy đường sao? Chỉ bằng cặp mắt đó mà dám chơi tôi sao? Đến đi. Đau. Chụp gì vậy? Không cho chụp hả? Dũng sĩ tuyệt địa. Đau đi. Đau. Đau quá. Đau quá. Nhẹ thôi. Nhẹ thôi. Anh anh dùng khói đi. Học theo anh đó. Ai gì? Bố anh đi. Tôi là mẹ của anh thì có. Dám thử cơ hội lợi dụng tôi hả? Gia Hồng. Gia Hồng không sao cả. Cặp kiến phòng hờ. Đi rồi. Thả quỷ ra. Cô không sao chứ? Nếu như gọi cho cô ấy, không biết cô ấy sẽ nghe máy không? Bảo gia, anh trai biến mất rồi. Đừng lo.
tôi có thể tìm được. Có ai không? Có người nào sống ở đây không? Tôi còn sống đây. Chỗ này cả tuần sẽ không có ai đến. Chỗ này đang sửa chữa, không ai cứu anh đâu. Định mắt tôi hả? Tần thư sinh kia, Lạc Gia Hầu, anh nhúng tay vào việc của chúng ta làm gì? Hắn có nhiều đồng bọn lắm. Bây giờ tôi sẽ lấy mạng của anh. Chờ chút. Đây là loại rừng độc ở khu vực Amazon Nam Mỹ, với mức độ sinh sản rất mạnh. Nó rất thích ký sinh ở trên cơ thể của động vật. Sau vài tiếng sẽ đẻ trứng, sau đó sẽ hóa thành sâu, hút cạn hết chất dinh dưỡng của vật ký sinh, sau đó cắn nát cơ thể người đó, sẽ bò ra để tìm vật ký sinh khác. Đây là định luật của tự nhiên. Giống như tôi so biết quá. Phong Dũng, Diễn Phi, ban miệng anh ta ra. Loại rừng này sợ lạnh, sẽ bò đến chỗ mát nhất. Trên trên đó có gai, anh không thể nào luôn ra được đâu. Cứ chờ chết đi, cơ thể sẽ lạnh đi. Nó sẽ cắn nát cơ thể của anh để bò ra. Bọn đàn bà thật thâm độc. Được rồi, tôi đi trước đi. Tôi cho cô biết Điêu Gia đang đợi cô ở chỗ cũ. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Tôi sợ máu lắm. Thấy máu là xỉu ngay. Tôi phải làm cơ thể nóng lên. Anh hãy bình tĩnh để nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Cô muốn tại sao cô lại cứu tôi? Rốt cuộc cô là ai? Cô quay lại đi. Phong Dũng, tại sao cô lại cứu tôi chứ? Rốt cuộc cô là ai vậy? Phong Dũng, quả như quả thật ở đây. Không sao chứ? Không sao, anh ba. Để tôi. Cũng may là cậu có cái này.
Để tôi. Suýt nữa tôi bị con trùng này ăn rồi. Cũng may có một cô gái tóc bạc ở Tân Nguyện Tổ, tên là Phong Vũ, đã cứu tôi. Cô ấy cũng dùng bánh phô này. Có khi nào là người của các anh không? Cũng có thể. Diệp Lan, Mì Lan Ý. Đây là tài liệu của đặc công gửi cho chúng ta. Tôi không biết tiếng Ý. Ai biết tiếng Ý chứ? Cảm ơn. Nói tiếng Trung đi. Bọn họ nói Tân Nguyên Tổ có một căn cứ thử nghiệm bí mật ở Milan, an ninh thuộc hàng bậc nhất châu Âu, nhiều tầng lớp bảo vệ. Thứ của chúng ta nhất định có trong đó. Bọn họ không biết chuyện hạt giống thượng đế chứ? Không biết. Thứ chúng ta biết là Liêu Gia đã rời khỏi Đông Âu. Tôi nghĩ mấy ngày nữa hắn sẽ gặp mặt bọn Tân Nguyên Tổ. Em hãy nói rõ về an ninh của căn cứ đó cho anh nghe. Anh muốn biết rõ từng chi tiết. Đây là căn cứ an ninh được xây dựng trong 18 tháng của chúng tôi. Không có tấm thẻ này và giống mặt của tôi, ngay cả con muỗi cũng không vào được. Tôi muốn nhắc nhở ông, sau khi cánh cửa này được mở ra, ông phải nín thở, chân bước nhẹ nhàng. Nếu vượt mức 25 dB trong hành lang này thì sẽ có vô vàn ánh điện chết người được phóng ra. Kẻ xâm nhập chắc chắn sẽ trở thành bã thịt nát. Không phải chứ? Ánh điện được bắn ra theo tọa độ XY và đủ các thứ, ngay cả con muỗi cũng không thoát được. Yên tâm đi, hạt giống thượng đế ở chỗ này rất an toàn. 25 dB, ánh điện chết người. Tốt lắm. Giáo sư, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi. Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Sau khi bán hạt giống đó, các người sẽ lấy 30% số tiền. Chúng tôi hy vọng bán cả công thức mà chỉ có mình ông biết. Như vậy thì giá sẽ cao hơn. Vậy thì không biết. Hay thế này, đổi ngược lại chúng tôi lấy 70%, ông lấy 30%. Vậy càng không được. Nếu chúng tôi không bảo vệ ông nữa, ông lại phải cần cứng điện, thì người của Liêu Gia sẽ hành hạ ông đến chết mới thôi. Thì làm ăn cái gì vậy? Sau này ai dám hợp tác cùng các người nữa? Ông cảm thấy ông có cơ hội nói cho người khác biết sao? Các người muốn làm gì? Đây là phát minh mới nhất, có thể sao chép thế giới của ông trong vòng 72 tiếng. Sao chép kiểu gì? Liêu Gia, theo tin mật báo, sư Kỳ đã giết giáo sư, nhưng mà đã sốc hết trí nhớ của ông ta. Bí mật của hạt giống thượng đế của bảo trùm đó. Nếu như hạt giống thượng đế có thể dùng trên hạt của cocaine, vậy thì lợi nhuận của chúng ta mỗi năm sẽ tăng gấp 10 lần. Phải, tôi đã thay mặt hai ông chủ hẹn sư kia đến gặp ở sư điện động Casio. Hay thật, không ngờ em gái này còn giỏi hơn là hacker chúng tôi nữa.
Con bé này vốn suy nghĩ rất đen, chỉ là da trắng thôi. Phải rồi, nếu muốn vào căn cứ đó, tức là phải sao chép chìa khóa, kề lưỡi của quản lý Sơ Phi và cả giống mặt của cô ta. Tại sao phải dùng giống mặt chứ? Bởi vì giống mặt giống như dấu vân tay vậy. Giống mặt của mỗi người là độc nhất vô nhị. Sơ Phi ở Milan 8 năm, đã 7 năm chưa có bạn trai. Hẳn rất cô đơn. Vậy cô ta thích loại đàn ông thế nào? Cô ta thích đàn ông mặc áo khoác dài. Bạn trai cũ bị bắt ngày ngày mặc áo khoác dài. Sophie từ nhỏ đã thích Evelyn Delon, cho nên rất thích những người đàn ông mặc áo khoác dài. Sao cô ta thích kỳ lạ vậy? Nếu như chúng ta muốn lấy giống mặt của cô ta thì phải tìm một người đàn ông thích mặc áo khoác dài. Cô ta rất thích đùa giỡn, đẹp trai và thích âm nhạc nữa, có tình yêu thương. Tìm đâu ra một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ? Sao lại cười vậy? Chẳng phải anh ta đã nói tôi sao? Tôi phải chinh phục cô ta. Trong tay tôi sẽ có con mắt của cô ta. Nên thế thì anh đi đi. Tất nhiên là tôi đi rồi. Chẳng lẽ anh đi sao? Đẹp trai áo khoác dài, có tình nhắn mới. Nội gián của chúng ta ở Tân Nguyệt Tổ tên là Phong Vũ, có gì cần cứ liên lạc với cô ấy. Trễ thế này rồi, sao đây chỉ để uống cà phê với tôi sao? Có chuyện gì hả? Năm sáu ngày nay tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh. Hỏi đi. Cô gái Phong Vũ tóc bạc đó có phải là nội gián của các người không? Chuyện nội gián bí mật này sao có thể nào nói nhanh được chứ? Nếu không phải thì tại sao cô ta lại mạo hiểm đến cứu tôi như vậy, còn giúp tôi hút con trùng độc đó ra nữa? Hãy cho tôi biết, có phải anh thích cô ấy không? Anh cho tôi biết trước đi, cô ta có phải là nội gián không? Hỏi thật hả? Tôi không nói cho anh biết đâu. Anh thật đáng ghét. Anh đừng hỏi nữa. Anh có hỏi nữa tôi cũng không nói cho anh biết đâu. Hỏi thật đó, anh có quen Phong Vũ không? Anh quen Phong Lẫm được chứ gì? Tại sao lại có vẻ khờ khạo trong tình yêu vậy? Tôi giống gì rất khờ khạo mà. Anh làm như anh hiểu rõ tình yêu lắm vậy. Đổi chủ đề đi. Không đổi. Nói thật đi, anh có bạn gái không? Không có. Vậy thì anh có bạn trai không? Anh có tin là tôi giết chết anh không? Được rồi, tôi cho anh biết. Thật ra trong tình yêu tôi cũng rất khờ khạo. Tôi có vợ, chia tay rồi. Hai năm rồi, chia tay hai năm rồi. Cô ấy nói ngày nào cô ấy cũng sợ. Tôi đi sẽ không trở về. Sau đó chồng mình được công gì cũng không được nói với người khác. Chồng mình cứu cả thế giới, thậm chí chồng mình làm gì cũng không được nói. Thật ra anh có thể đổi công việc khác mà. Cô ấy có thể sẽ quay lại với anh. Làm đặc công lâu rồi,
thì tất nhiên sẽ có nhiều kẻ thù. Không làm thì chết còn sớm hơn nữa. Tôi sợ cô ấy, sợ cô ấy chịu khổ. Có vẻ như vợ của anh là một người rất tốt. Có hình không cho tôi xem với? Ôi, trông được đó. Rất xinh đẹp. Có vẻ như rất thiền thục. Có tướng phu thê. Tôi có một tướng này thôi. Tôi cáo danh là tôi cảm thấy cô ấy sẽ quay lại tìm anh. Cảm ơn nha. Nói chuyện với anh thật là vui. Tôi luôn thua anh. Chúng ta thi thêm lần nữa đi. Sao mình về khách sạn trước? Nếu anh thua thì phải tặng cho tôi chai rượu vang đỏ năm 1982. Nếu tôi thua thì tôi tặng cho anh chai 2012. Vậy thì lợi cho tôi quá. Tôi cho anh biết, Phong Vũ là nội gián thật đó. Bắt đầu. Anh xấu xa thật. Không ngờ anh suy tình đến thế. Như một phụ nữ mà chịu nhường cho tôi. Anh đúng là xấu xa. Bộ dạng của anh cũng chả tốt đẹp gì đâu. Nhưng mà có được người bạn với anh thật vui. Chúng ta đã đang bận đi. Tôi sẽ gọi một chai sâm banh. Được, đã lâu rồi không uống. Nhanh vậy? Không phải thế chứ. Chưa được gọi mà. Xin chào phục vụ phòng đi. Nhanh vậy? Để khách sạn mời. Được. Chúc vui vẻ. Cảm ơn. Phục vụ ở đây tốt quá. Tôi không ngờ. Không được đánh tôi. Thực ra lại là người của Kim Mắc. Thời tiết có khi thế này thế nọ. Không ngờ tôi lại bị thương đến thế này. Ngày hôm sau là trận quyết đấu của AC Milan. Mọi người sẽ tập trung vào đó. Không thể đánh mất cơ hội hành động này. Nhưng bác đã bị thương thế này rồi. Ai đi uống rượu Sophie đi. Nói cũng đúng. Thật ra anh cũng khá đẹp trai đó. Tôi hả? Anh không sao chứ? Ugh!
Thật không tin nổi. Tôi đã nằm mơ một giấc mơ y hệt thế này. Suốt hơn một tháng trời, cô đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hơn một tháng rồi. Chú ơi, sao lại thế này chứ? Anh đã mơ thấy gì? Tôi mơ thấy tôi sắp chết. Tôi mơ thấy cô. Tôi mơ thấy mình đến nơi này. Tôi mơ thấy hai chúng ta bên nhau. Hai chúng ta đã làm những chuyện người ta ngại quá. Anh nói đi. Thì là người ta ngại quá. Anh nói đi. Thì hãy tìm một nơi an tĩnh thôi, nói đi. Được đó, đi thôi. 7 năm rồi tôi chưa đụng đến đàn ông. Anh chính là món quà mà ông trời ban cho tôi. Không được, tôi không thể mạo phạm đấng thần trong lòng mình. Tôi muốn chết. Nằm một chút nữa đi. Thật ra tôi luôn muốn làm với cô những việc ta đã cùng làm trong mơ. Nhưng mà chuyện đó có hơi khó nói. Anh cứ làm đi. Vậy thì tôi tắt bất đèn. Thật là lãng mạn. Mau đi đi. Cút đi. Cô đoán xem trong mơ tôi đang làm gì với cô nào. Sao người ta biết được? Trong giấc mơ tôi đã hôn chân cô. Thật sáng tạo. Cưng hay quá. Cưng à, mau lên. Tại sao mắt cô lại màu xanh vậy? Bởi vì em đeo kính áp tròng có màu. Có thích không? Thích. Tất cả. Không đủ cay. Thêm chút cay nữa. Cưng à, dùng miệng lúc em. Mau lên. Xin lỗi. Không sao chứ? Không sao. Để em đi rửa. Rửa đi. Anh chờ em nhé. Được. Ra ngay đi. Cô không tắt đèn. Tôi không thoải mái đâu. Cậu không mang đi. Chạy đi. Nhớ giận rồi. Được. Gọi cho cô ấy thôi. Báo gia, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Tình hình bên bác thế nào? Tôi chuẩn bị xong rồi. Nói với Gia Hồng, hệ thống bảo an có 282 ống đèn. Cự ly giữa các ống đèn là 2.5m, có 8 tổ hợp ánh sáng. Cái cuối cùng phải kích hoạt là hệ tổ hợp. Cho nên trong 3 phút, nếu không rời khỏi thì sẽ chết ngay. Nhưng mà
với thương thủ của anh trai cô, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ yên tâm. Bảo gia, cảm ơn bác. Không cần cảm ơn. Có người nhà thật tốt. Sao nhận động, cao siêu? Năm mươi tỷ, 30 tỷ, không được. Vậy thì khỏi bàn bạc gì cả. Tôi đã vào phòng an ninh. Tôi đến phòng an ninh. Sao vẫn chưa đến vậy? Alo, anh Câu đến chưa? Chưa được, phải nhanh lên, hết giờ rồi. Anh ta đến rồi. Sao rồi? Bảo gia đã nắm được hệ thống bên trong. Vậy thì chúng ta phải mau lên. Vâng. Sau khi kích hoạt ánh sáng chết người đó, ta phải rời khỏi đó trong 3 phút. Nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Cự ly 52 mét. Cân nặng của tôi là 70 kg. Anh ba, anh phải cẩn thận. Đi thôi. Xác nhận. Lại là cô.
Anh không cần cứu anh ta, dù sao cũng là một mạng người. Anh Lạc, anh đúng là một người tốt. Cảm ơn. Không thấy đường hả? Trong kim của hắn có độc. Cũng như anh lần trước, bọn tôi đã đi bắn ra xe mắt, đeo bất kỳ gì để lừa anh thôi. Đừng lừa gạt. Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi mà. Giờ tôi sẽ nghĩ cách giải độc cho cô. Tôi còn có thể chịu đựng thêm chút nữa. Chúng ta mau lấy hạt giống thượng đế đi. Đây là ký ức của giáo sư. Chúng ta mau đi thôi. Anh muốn làm gì? Anh muốn làm gì? Tôi phải làm đóng người để giúp cô hút con trùng độc ra. Tôi đâu có ăn câu đó. Cũng phải. Đừng hút nữa. Đừng hút nữa. Cô cũng đã giúp tôi hút một lần rồi mà. Anh ba, anh làm gì vậy? Cô gì hả? Trịnh đẹp trai sao? Mẹ, con về rồi. Dạ sao con còn chưa về? Con phải giao một thứ quan trọng cho cảnh sát. Sau đó về ngay thôi. Mẹ có nấu canh nè, mau về uống đi. Cái dân xăm thủ yến, chú chín bánh bao chiên. Gia Hân và Raymond đã về trước rồi. Hay là mẹ cho họ uống trước đi. Đã khi muốn gặp anh, để khen. Anh là anh hùng. Anh là anh hùng. Anh là anh hùng lớn của tôi. Siêu. Siêu. Tôi biết. Tôi cảm thấy dùng từ lớn mới đạt được sự tôn trọng mà tôi dành cho anh ấy. Phải. Lớn và đẹp trai. Đẹp trai hơn hai chúng ta. Làm gì có chứ. Chỉ cần lùi lại 20 năm, bảo gia nhất định là miếng thịt tươi cao cấp. Làm gì có. Vậy thì là đã từng đẹp trai. Nào. Tôi trên siêu thị 588 đồng. Rất có ích. Cảm ơn. Không có gì thì tôi về trước đi. Đừng. Hãy ngồi đi. Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh. Ngồi đi nào. Lãnh đạo, anh đã nói 90 phút rồi. Bàn đồ dài một bộ phim đó. Ngồi đi. Ngồi đi. Vậy tôi sẽ tiếp tục khen. Nữ thần thám đồ dáng của chúng ta. Lãnh đạo, tôi cảm thấy anh có thể viết những lời khen tặng tôi vào trong thư. Vậy thì mẹ tôi cũng đọc được. Vậy ta sẽ nói những điều mà mẹ cô không thể đọc được. Tại sao cô còn nhỏ tuổi mà phát triển tốt quá vậy? Khen tôi đi. Lúc nãy nói anh già. Không có. Tôi giống già mà. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội lên được vị trí như tôi. Tôi sẽ cố gắng.
có lãnh đạo tốt dân, tôi sẽ thành công thôi. Bọn họ đã bắt mẹ tôi. Cậu có mau theo đuổi đi. Để tôi. Cậu đó dành cho cả tôi luôn, đúng không nào? Phải. Nói với anh ấy gì mà chờ mua sắm. Ngày lễ không dùng được. Được, dũng cảm lắm. Dẫn đến chỗ chúng tôi. Tôi đã đem đồ, đồ các người cần đến. Tôi muốn gặp mẹ tôi. Anh có tư cách gì bàn đến điều kiện chúng tôi chứ? Tôi giết cả hai người. Tôi đã thuộc về tôi. Họ trên tay của anh ấy được lắp thiết bị đặc biệt. Chỉ cần nhấn nút thì sẽ phá hủy ký ức và giống tượng đế. Cô muốn mất cả gì đứng chài sao? Xem ra phải cho anh gặp mẹ rồi. Dẫn mặt ta ra. Mẹ, mẹ ngủ đi, có quen không? Ăn ngon không? Thì ra đây quỷ quái đi. Có nhà vệ sinh đó. Hãy gọi trói cho mẹ tôi trước đi. Tôi sẽ đưa hạt giống cho các người. Đây là địa bàn của tôi, quy tắc cho tôi quyết định. Hãy đưa hạt giống đi. Anh muốn xem huyết ưng đánh gãy chân của mẹ anh sao? Cút đi. Tôi chỉ cần ấn nút trên đồng hồ thì điêu da của các người sẽ biến thành một con điêu chết. Cậu không mau thả mẹ tôi ra. Điêu da. Anh ta không phải điều gia. Cậu giết anh ta đi. Tôi mới là điều gia. Anh ta là anh trai của Thiết Ưng, tên Thiết Khổ, là vệ sĩ của tôi. Tôi cố tìm để cho người ngoài làm tưởng anh ta là điều gia. Các người tưởng tôi là ai chứ? Là tình phụ của anh ta sao? Mở tiệc hả? Thả Thiết Khổ đi. Nếu không tôi sẽ cho mẹ của anh một phát súng. Yên tâm đi, không chết đâu, mà sẽ mất rất nhiều máu, sẽ rất đau. Đừng mà. Đưa hạt giống từ đấy đi. Tôi muốn xem là thật hay giả. Nước đi. Đúng là đồ tốt. Chuyển 50 triệu euro vào tài khoản của tôi. Tôi sẽ thả mẹ anh ra.
Cô không giữ lời. Tôi là đàn bà, chứ đâu phải là quân tử. Cần gì phải giữ lời chứ? Người làm gì vậy? Con trai, đủ rồi. Mẹ, thật ra có một chuyện con muốn nói với mẹ từ lâu rồi. Nói đi. Thật ra con đã luyện thành môn thoát thân đại pháp từ lâu rồi. Hay lắm. Bắn. Đi bà ta đi. Mau lên. Đi. Má đi cứu mẹ. Bà dạy nè, cậu cứ trở về ta lại đi.
Tôi không tin là ba chúng tôi đánh không lại cô. Không cần đợi tôi. Tôi không tin là hai chúng tôi đánh không lại cô. Gia Hào, cẩn thận. Không được coi thường con nhỏ này. Chỉ bằng hai người các ngươi sao? Đừng quên còn có tôi. Tôi quên mất còn một tên. Tôi không tin. Tôi không tin. Bà già, tôi cần ngài cả thiết bà rồi đó. Chi Bố Sam hả? Tôi đã cho cô chết nè. Tại sao? Tao sợ bị đánh vào ngực như vậy. Chắc chắn là hàng giả rồi. Tiếp tục tấn công. Là thật đó. Chết đi. Xoài. Các người đánh nhau cực lực thế này. Thì ra chỉ vì cái xoài. Mẹ đi trước đi.
Dù để nhảy. Giá không? Cầm lấy. Anh đi trước đi. Đi đó vậy? Đi đi. Alo. Quế. Alo. Quế. Alo, ai vậy? Xin bảo. Bảo đi. Dạ. Làm gì hả? Không có gì. Anh đang nghỉ nên gọi điện cho em đi. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở trên máy bay. Có chuyện gì không? Không có gì. Được rồi, không nói nữa. Máy bay sắp cất cánh rồi. Thế nhá, tạm biệt. Bye bye. Alo. Quê. Thật ra công việc của anh, em rất hiểu. Nếu anh có nhiệm vụ nguy hiểm nào thì anh đừng làm. Anh phải sống. Sống thì mới cứu được trái đất. Em phiền quá. Không nói nữa. Không phải đâu. Em, nếu có cơ hội anh sẽ gọi cho em. Tạm biệt. Những lúc cẩn cấp, bùng ghế ra. Gọi cho vợ mình rồi. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cô cũng đến luôn hả? Thật vui quá. Mẹ, đây là Lucky, lãnh đạo của Bảo Gia. Là lãnh đạo của bốn con. Bà lão cả, bà đẹp quá. Cảm ơn bà đã cứu cả thế giới. Khách sáo quá. Tôi thay mặt người dân toàn thế giới cảm ơn bà. Khi đã sinh ra một đứa con ưu tú như vậy, tôi sẽ phải khen bà nhiều đây. Em cảm thấy lần này anh đã đạt tiêu chuẩn. Tối nay có thể đi xem phim với em đi. Trễ quá rồi, anh có hẹn rồi. Anh hẹn với ai vậy? Cưng à, anh cảm thấy cô ấy thích hợp với anh hơn. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 28 tuổi. 28 tuổi à? Không giống. 28 tuổi vẫn còn vẫn được vẻ ngoài như vậy, thật là không dễ. Bảo Gia, sao đây lại có hình của anh ấy vậy? Chỗ này lẽ ra treo hình của bố tôi, bây giờ cũng là bố của anh.
Xem ra tôi phải đổi bố rồi. Bảo Gia, anh không sao chứ? Không có. Sao hả? Mà đỡ tôi ra ngoài đi. Anh đang đợi ai vậy? Phòng vụ nói cô ấy sẽ đến. Đến rồi kìa. Xin lỗi, tôi đến trễ. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn. Hai anh chị trò chuyện nhé. Xin chào, tôi là Lạc Gia Hào. Anh cứ mặc kệ anh ta. Anh ta là kẻ lừa đảo, em mới bắt được. Chưa kịp để về đồn đã đến đây rồi. Anh còn tưởng anh ta là bạn trai của em. Vô tầm mỹ của em kém đến thế sao? Cô đừng có công kích cá nhân nhé. Trai đẹp thì không lừa người sao? Cẩn thận trai đẹp đó. Tối nay cùng ăn tối nhé. Em vừa nhận nhiệm vụ mới phải đứng ra xương. Để em về rồi gặp nhé. Được. Tạm biệt. Alo. Chuẩn bị sẵn máy bay, tôi đang đi ra riêng. Sao hình của Bảo Gia lại đi? Anh ghen hả? Ngày mai anh sẽ để hình của anh lên được chứ. Không cần đâu, chỉ cần thay thành hình trắng đen là được rồi. Chúc mừng sinh nhật. Bây giờ chỉ có tôi và Lạc Gia Hào biết được sự tồn tại của hạt giống của Thượng Đế. Chúng tôi không làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nhưng ít ra cũng không làm nó trở nên tồi tệ hơn. Hồng Tinh Bảo, sao anh không quay mặt lại? Không có. Anh sợ quay mặt lại sẽ không thấy em nữa. Nghe nói anh đã cứu cả địa cầu. Trước khi chết còn gọi điện cho em. Anh cao hơn rồi. Sao lại nói những điều này? Chúng ta tự sướng đăng ảnh lên mạng đi. Đừng mà. Để mọi người đều biết chồng em đã cứu cả thế giới. Bên này đẹp hơn nè. Thôi kệ đi. Thôi đang lên quay vô. Cười lên nào. Ôm đi. Coi chừng nhìn thấy tay đó.